Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với YouTube channel của cộng đồng blockchain Việt Nam BBC và Kai. Trong cái video ngày hôm nay thì Kai sẽ hướng dẫn anh em toàn tập về cái sàn giao dịch Binance Futures. Thời gian gần đây thì anh em có thể thấy là thị trường altcoin nó bớt sôi động đi, bởi vì altcoin rất là nhiều, cho nên là rất nhiều sàn giao dịch future, sàn giao dịch và hợp đồng tương lai nó đã xuất hiện, và một cái tên rất là lớn ở trong làng đó là Binance đã ra mắt cái sàn giao dịch Binance Futures của họ. Trong video ngày hôm nay thì Kai sẽ hướng dẫn mọi người đầy đủ về cái sàn giao dịch Binance Futures, từ cách tạo tài khoản đến cách chuyển cái funds vào tài khoản, ưu điểm, rủi ro và giải thích các cái loại lệnh và các hợp đồng trên sàn. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái cách tạo tài khoản ở trên Binance Futures nhé. Thì với những ai mà chưa có tài khoản Binance ấy, thì chúng ta có thể tạo tài khoản thông qua cái link này. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể thiết lập một vài cái bước bảo mật tài khoản và KYC, định danh tài khoản của mình. Thì cái này tùy mọi người nhé. Sau đó thì mọi người có thể truy cập Binance tại cái link này, hoặc là mọi người bấm vào cái mục Future ở trên cái thanh công cụ của Binance á, và mọi người bấm vào nút mở tài khoản ngay bây giờ, thì mọi người có thể truy cập được ngay vào cái giao diện của Binance Future. Đấy, sau đó thì mọi người có thể chuyển tiền vào tài khoản Binance Futures bằng cách là bấm vào cái nút chuyển tiền ở góc phải này và chọn số tiền mà mình muốn chuyển từ tài khoản ví sàn giao dịch ấy, tài khoản mà spot trading của anh em á, qua tài khoản nền tảng Future. Tất cả mọi tài khoản này thì nó đều được quản lý trong tài khoản Binance của mọi người. Đấy, như ở đây là Kai nhập 1.000 đô vào. Đấy, và sau đó bấm xác nhận chuyển tiền. Sau đó thì là số tiền đó sẽ được chuyển từ tài khoản trade bình thường altcoin qua tài khoản Binance Future. Vậy thì anh em sẽ hỏi là ưu điểm của Future là gì? Đấy, tại sao lại phải trade Future mà không trade cái altcoin kia? Nó sẽ có 4 cái ưu điểm chính. Thứ nhất là Binance có đòn bẩy rất là cao, 20 lần, thì giúp anh em có thể trade được một số lượng coin lớn mà không cần phải bỏ ra một số tiền quá là nhiều. Ví dụ như là bây giờ anh em chỉ có 50 đô thì anh em vẫn có thể trade được một lệnh có giá trị là 1.000 đô. Và thứ hai đó là mức độ thanh khoản rất là cao, có thể thanh khoản một lượng rất là lớn BTC mà không làm ảnh hưởng đến giá như là ở cái sàn spot bình thường. Thứ tư đó là nhà đầu cơ có thể kiếm được tiền rất là nhanh chóng, giống như Kai đã nói ở trên ấy. Thì như một cái thị trường altcoin bình thường, để mà anh em ngồi 5-10 phút có thể kiếm được 5-10% nó không phải đơn giản. Nhưng mà với thị trường future, với cái mức đòn bẩy rất là cao á, thì em có thể kiếm được tiền rất là nhanh chóng, 5-10% có thể trong vòng 5-10 phút là chuyện bình thường. Thêm nữa thì cái thị trường future này nó rất là tối ưu và công bằng. Đấy, nó khó mà thao túng được giá và bơm thổi giá, bởi vì là giá của các cái đồng coin ấy thì được tính bằng những công thức rất là phức tạp và được trích xuất từ nhiều sàn giao dịch khác nhau và lấy giá trung bình. Đấy, cho nên là khó để có thể thao túng được giá của những cái hợp đồng tương lai ở trên các cái sàn hiện nay. Bên cạnh những cái ưu điểm mà chúng ta đã liệt kê ở trên, thì tất nhiên chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý đến những cái rủi ro. Ở đây tôi có nêu ra 3 cái rủi ro chính. Thứ nhất là về đòn bẩy. Đấy, tất cả chúng ta hầu như đã biết rồi, lợi nhuận cao thì sẽ đi kèm với rủi ro lớn hơn. Ở đây là khi mà chúng ta sử dụng đòn bẩy lớn hơn thì có nghĩa là nếu mà chúng ta lãi thì chúng ta sẽ lãi với một con số lớn hơn, còn chúng ta lỗ cũng phải chấp nhận với những cái mất mát lớn hơn. Rủi ro thứ hai là về thanh lý hợp đồng, bởi vì future thì nó cũng giống với margin thôi. Nếu mà khi tài khoản chúng ta bị thanh lý hợp đồng á, thì không những chúng ta có thể mất cái tiền cọc ban đầu mà chúng ta có thể mất trắng toàn bộ tài khoản. Đó là cái rủi ro thứ hai mà anh em cần phải lưu ý. Rủi ro thứ ba thì nó liên quan đến trade giao dịch hợp đồng tương lai nói riêng và những giao dịch margin nói chung ấy, thì nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái tâm lý của người trader. Nó không giống như spot trading. Spot trading mà anh em đu đỉnh, anh em có thể hold tài khoản thì có thể chia 2, chia 3. Nhưng mà cái những giao dịch hợp đồng tương lai hoặc những giao dịch margin ấy, nếu mà anh em trade lỗ mà anh em hold lệnh, anh em có thể bị cháy tài khoản lập tức. Cho nên nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tâm lý. Và anh em khi tham gia cái thị trường Binance Future, anh em cũng cần phải nắm được cái điều này. Ở trên Binance Future thì cũng có 3 cái loại lệnh chính mà chúng ta rất hay gặp như ở trên Binance Exchange bình thường. Thứ nhất là lệnh limit, thì bạn đặt ở một mức giá nhất định thì lệnh sẽ được khớp nếu giá giao dịch chạm đến cái giá giới hạn của bạn đặt ra.
Thứ hai là lệnh market. Lệnh này sẽ được khớp ngay lập tức ở mức giá mà tốt nhất sàn offer cho bạn. Và lệnh thứ ba là lệnh stop limit, là một cái lệnh giao dịch mà có điều kiện, được đặt ở trong một khung thời gian và có các tính năng stop và giá limit. Khi mà giá stop được chạm ấy, thì lệnh limit, thì cái lệnh stop limit này nó sẽ trở thành một lệnh limit để mua hoặc bán ở giá limit. Đó thì là cơ bản là như vậy. Lát nữa thì tôi sẽ demo cho anh em xem ở trên giao diện thật, và giải thích thêm cho anh em về cái hợp đồng tương lai ở trên Binance Future. Cái hợp đồng tương lai BTC USDT ở đây nó chỉ có ý nghĩa về mặt giá cả và không phải là một loại hợp đồng nghịch đảo. Ở đây là các cái thông tin thêm về hợp đồng tương lai BTC USD. Anh em có thể thấy cái biểu tượng của nó là BTC USDT. Tài sản cơ sở là BTC và tài sản được tính toán cũng như là thanh toán nó là USDT. Đơn vị của hợp đồng là BTC và đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất là 0,01 USD. Độ chia nhỏ nhất của hợp đồng là 0,001 BTC và cái thời điểm đáo hạn của hợp đồng là vĩnh viễn. Bây giờ thì tôi sẽ giải thích cho anh em về cái cách tính lợi nhuận ở trên sàn. Đó là P&L. Đấy, trước khi mà chúng ta đi đến cái video thực chiến ở trên sàn thì P&L ở đây là gì? Nó chính là cái giá trị lời và lỗ chưa được thực hiện của một vị thế lệnh được tính vào giá đánh dấu ở trên sàn. Bây giờ tôi ví dụ cho anh em luôn. Ví dụ mình short một lệnh 2 BTC ở giá 8199 USD và giá đánh dấu hiện tại là 8216,81 USDT. Ta sẽ có là cái số lượng margin yêu cầu ban đầu là 2 BTC này nhân với giá đánh dấu và chia cho 20 lần. 20 này chính là tỷ lệ đòn bẩy. Đó thì cái lệnh này sẽ yêu cầu anh em phải đặt cọc một cái số tiền là 821,68 đô la. Thì cái P&L chưa được ghi nhận, nó sẽ được tính bằng công thức là số lệnh 2 BTC này nhân với lại cái giá BTC ở thời điểm mình entry á, trừ đi cái giá BTC ở thời điểm hiện tại là giá đánh dấu hiện tại á, thì chúng ta sẽ lỗ là 35,62 đô. Tỷ lệ hoàn vốn ROE phần trăm á, nó sẽ bằng cái tiền lỗ hoặc lãi này chia cho cái số lượng margin yêu cầu ban đầu. Đấy, thì ở đây chúng ta đang lỗ một lệnh 4,34%, tương đương với lại đang lỗ 35,62 đô. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái video thực chiến. Trước khi mà chúng ta vào chiến Binance Future thực tế, tôi khuyên anh em là nên có thể test thử ở cái sàn giao dịch Binance Future Testnet này. Nó là một cái tài khoản ảo với mọi chức năng y hệt như là cái sàn Binance Future chính thức. Hay tuy nhiên là anh em có thể trade cho nó quen với cái tâm lý, và anh em cứ coi những cái số tiền đó là số tiền anh em đã sở hữu rồi, và anh em thử trade 1 tuần 2 tuần xem là anh em có lãi hay không. Nếu mà anh em lỗ quá nhiều thì tôi khuyên anh em không nên trade thực tế ngay, mà anh em nên trade ở cái tập sự này đến khi mà anh em cảm thấy là mình đã đủ tự tin. Bởi vì anh em hãy coi như đây nó như là một cái nghề đi, bởi vì số tiền anh em bỏ vào đây rất là lớn. Thì anh em cứ chết tập sự ở trên cái trang testnet này một thời gian. Nếu mà anh em cảm thấy cái số lệnh lãi mà mình nó khá là nhiều và cái tâm lý của mình nó cũng thoải mái rồi, nó cũng gọi là quen với cái áp lực rồi, thì anh em có thể chuyển qua chết thực tế. Thì bây giờ tôi sẽ demo cho anh em xem là trên sàn thì nó sẽ như thế nào nhá. Như chúng ta thấy ở đây ấy, thì cái giao diện của Binance Future nó sẽ như thế này. Và để cho dễ sử dụng thì anh em có thể chuyển sang tiếng Việt ở đây. Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ có hầu hết mọi cái giao diện chính nó sẽ bằng tiếng Việt. Ở đây anh em có chart này, ở đây có độ sâu của thị trường này, đây là các cái cặp lệnh đặt trên sàn này. Và ở đây chúng ta có 3 loại lệnh mà tôi đã giới thiệu anh em rồi đó. Thứ nhất là lệnh limit. Thì chúng ta sẽ có các cái loại thời gian hiệu lực. GTC là tốt cho đến khi hủy, là lệnh sẽ tiếp tục thực thi cho đến khi khớp hoặc sẽ bị hủy. IOC là sẽ thực hiện ngay lập tức. Và FOK sẽ là khớp lệnh hoặc hủy lệnh, lệnh phải được khớp hoàn toàn, ngay lập tức hoặc không được thực hiện luôn. Đó. Lệnh thị trường là cái lệnh mà nó sẽ offer luôn cho anh em cái giá mà tốt nhất ở thị trường. Giả sử như anh em muốn mua thì nó sẽ mua luôn ở giá thị trường bây giờ. Muốn bán thì nó sẽ bán luôn ở giá thị trường luôn. Còn stop limit thì sẽ là một cái loại lệnh mà điều kiện
Giả sử anh em đặt một cái lệnh, đặt một cái lệnh long BTC chẳng hạn, nhưng mà bây giờ tôi không long bây giờ mà tôi long theo kiểu break out ấy, thì tôi có thể là long ở giá là 8.600. Thì tôi sẽ khi mà giá chạm đến 6.600 ấy thì tôi sẽ long một cái lệnh 8.601. Cái số lượng là 2 BTC và đặt ở đây. Thì nó sẽ là một cái lệnh điều kiện. Đó anh em có thể thấy là lệnh đây đó. Thì điều kiện kích hoạt là BTC phải lớn hơn bằng 8.600 cơ. Thì bây giờ chúng ta hủy đi demo thế. Chúng ta sẽ thử chết thực chiến một lệnh bằng một cái lệnh long ở vị trí hiện tại nhé. Chúng ta sẽ long luôn 10 BTC ở giá hiện tại. Và chúng ta sẽ thấy được luôn là ngay lập tức chúng ta sẽ bị lỗ một chút, nó liên quan đến cái phần giá đánh dấu thì nó sẽ khác giá hiện tại. Ở đây giá đánh dấu sẽ thấp hơn giá hiện tại. Vậy chúng ta có thể nhìn được là cái lợi nhuận chúng ta là bao nhiêu, đang bị lỗ 13 đô này, rồi cái phần trăm ROE là lỗ 0,34%. Chúng ta sẽ đợi một chút để xem cái lệnh này nó triển khai như nào nhé. Đấy, sau vài phút chúng ta quay lại thì cái lệnh long hợp đồng tương lai của Bitcoin hiện tại bây giờ đã lãi 30 đô. Đấy, tương đương với lại khoảng 0,71%. Và chúng ta sẽ có hai cách để mà gọi là đóng cái vị thế này. Thứ nhất là sử dụng lệnh thị trường thì nó sẽ bán luôn tại giá mà thị trường đưa ra với mức giá offer là tốt nhất. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ nhập một cái giá bất kỳ ở đây mà chúng ta muốn khớp. Đấy thì đó một lập nhập một cái mức giá nào đó có thể là 8409 chẳng hạn. Đó, nhưng mà ở đây thì để cho nó nhanh ấy, thì tôi sẽ xử luôn với cái lệnh thị trường và chúng ta sẽ khớp luôn. Đó, vậy là chúng ta đã đóng được cái vị thế long của chúng ta và chúng ta đã lãi được mấy chục đô gì đó. Trên đây là toàn bộ cái minh họa chết thực chiến của Kai trên sàn giao dịch Binance Futures, và Kai cũng đã hướng dẫn anh em về cái những cái khái niệm cơ bản cũng như là các cái cơ hội và rủi ro của giao dịch hợp đồng tương lai. Và nếu mà anh em cảm thấy cái video này hữu ích ấy, thì hãy like để ủng hộ VBC và đừng quên là chia sẻ cho anh em khác để mà các anh em cũng nắm được cái tinh thần này. Đó, phải nắm được cái cơ hội và rủi ro cũng như là các cái phương pháp thì chúng ta mới có thể là sống được ở trong cái thị trường này được. Và các anh em cũng đừng quên đăng ký kênh VBC, thứ nhất là vì nó miễn phí, thứ hai là để không bỏ lỡ những cái video hữu ích sắp tới. Ví dụ như là Kai đang dự định là sẽ ra một vài cái video liên quan đến hướng dẫn anh em cách quản lý vốn, cách làm sao để tối ưu lợi nhuận khi mà giao dịch trading. Đấy, cũng như là những cái cách để mà tránh được những cái cạm bẫy ở trong thị trường. Chúc anh em chết thắng lợi và hẹn gặp lại anh em ở trong cái video lần sau.